Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, thời gian qua, lợi dụng những khó khăn về tài chính của công nhân lao động cả nước, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, nặng cho vay nặng lãi tín dụng đen đã hoành hành với những chiêu thức ngày càng tinh vi. Do đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền, công an địa phương tra soát lên danh sách các nhóm đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen, từ đó có biện pháp bảo vệ công nhân người lao động đồng thời tăng cường triển khai hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên trong đó cần quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên công nhân lao động như tiền lương tiền thưởng bữa ăn ca hỗ trợ vay vốn ở những kênh chính thống với lãi suất hợp lý